Sau 100 ngày nuôi, trọng lượng của những con gà này hiện đều dao động từ 2,5 đến 2,8 kg. Mã lông đỏ đẹp, mượt, chân màu đỏ tía nên đàn gà của gia đình ông Phong luôn được khách hàng săn đón. Nếu nuôi thời gian nó vừa vừa 3 tháng 10 ngày bình quân 2 cân rưỡi, thế mà một năm thì khoảng 10 nữa, 10 đến 12 nữa. Đến 12 nữa. Tương mỗi tháng con mứa phải 12 nữa. Thì mỗi nữa 1 tấn 2, mà ra bây giờ một con gà ra khoảng 44 45. Thế là nghìn của 1 cân, thế giá bán 55 thì được 10.000. Gà Hồ và gà Lương Phượng là hai giống gà rất quen thuộc với bà con nông dân. Gà Hồ có ưu điểm là vóc dáng to khỏe, thịt ngon. Còn gà Lương Phượng thì khả năng tăng trọng nhanh, sinh sản tốt. Con của chúng, gà Lai Hồ kế thừa được tất cả những đặc tính tốt của hai giống gà bố mẹ nói trên. Ngoài ra, để thịt gà săn chắc và ngon hơn, ông Phong thả chúng ra vườn cỏ từ 1 đến 2 tiếng mỗi ngày. Thực ra mà nói là tôi phải trồng cho nó ăn đấy chứ. Vì diện tích nhà có mà, cho nên là tôi phải trồng cho nó ăn. Thì thế cỏ này, và tôi còn gieo cả mạ. Đấy, tôi còn gieo cả cây mạ cho ăn mà. Vì giả sử như có nhiều con ấy là nó thích ăn cỏ, có nhiều con nó thích ăn cỏ mềm, có nhiều con thích ăn cỏ cứng. Thế thành thử ra tôi phải gieo nhiều loại cỏ để cho gà nó ăn. Thậm chí là tôi trồng cả những Ấn Độ, nhiều con nó còn nhảy lên cả lá Ấn Độ nó ăn mà. Nên là sở thích của nó thôi. Hiện nay cái số hộ trên phạm vi toàn xã thì nó vào trên 100 hộ. Nhưng riêng thôn Phượng Hoàng là khoảng hơn 70 hộ. Hộ này đây là cái địa phương này là đơn vị đông dân cư nhất. Đấy, cho số lượng nuôi lớn nhất. Đấy, và hướng cho các hộ để nhân đà phát triển rộng thì trên cơ sở tập huấn sẽ là tuyên truyền vận động nhân dân sẽ nuôi con gà là nhiều hơn, hiệu quả hơn. Ông Phong cho biết mỗi tháng ông xuất bán được một lứa gà, mỗi lứa khoảng 500 con, với giá bán tại nhà là 55.000 đồng một kg. Trừ đi chi phí, trung bình mỗi tháng ông có lời 10 đến 12 triệu đồng. Ngoài ra, ông Phong còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi giống gà Lai Hồ với những ai cũng có mong muốn chăn nuôi giống gà này.